Cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn đã chính thức được phát động vào sáng ngày 11 tháng 8 tại Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế với sự đồng hành của Tập đoàn Dinh dưỡng Toàn cầu Herbalife Nutrition. Các ứng viên tham gia cuộc thi sẽ được tiếp cận với những kiến thức khoa học về vận động, dinh dưỡng, theo dõi sự thay đổi về chỉ số khối cơ thể BMI, tỷ lệ eo, hông, WHA, phương pháp luyện tập thể dục thể thao. Cuộc thi với ý nghĩa cao cả sẽ góp phần nâng cao kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học cho đông đảo người dân, xây dựng tiền đề, tạo ra một cộng đồng khỏe mạnh, góp phần nâng cao vóc dáng trí tuệ cho các thế hệ người Việt tương lai. Tôi Khỏe Đẹp Hơn còn có mục tiêu tìm ra các câu chuyện truyền cảm hứng, qua đó lan tỏa và tạo những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, khỏe và đẹp không chỉ nói về những số đo đạt chuẩn, khỏe và đẹp còn là sự nỗ lực quyết tâm thay đổi bản thân mình, khao khát vận động mỗi ngày. Và biểu tượng của khỏe và đẹp đôi khi lại chính là hình ảnh một phụ nữ thừa cân, ngày ngày đẫm mồ hôi trong phòng tập, chứ không hẳn là một cô gái có thân hình đẹp như người mẫu. Cũng theo lãnh đạo Bộ Y tế, thông qua cuộc thi này, mỗi người dân sẽ thấy mỗi ngày chúng ta sống là một ngày vui hơn với cơ thể và tinh thần khỏe mạnh. Mỗi người tham gia cuộc thi sẽ nhận ra hạnh phúc của một hành trình nỗ lực để cải thiện sức khỏe bản thân và cứ như vậy sẽ góp phần hình thành thói quen, lối sống lành mạnh, giúp tự nâng cao thể chất và tinh thần. Đồng quan điểm, Thạc sĩ Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, thành viên Hội đồng giám khảo cuộc thi nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của cuộc thi không phải đi tìm một cơ thể hoàn mỹ mà đi tìm những nỗ lực lớn nhất, những khao khát lớn nhất để được khỏe hơn, được đẹp hơn. Đặc biệt, cuộc thi sẽ tạo ra một phong trào lành mạnh, rộng khắp và vô cùng ý nghĩa để người dân thấy rõ hơn giá trị của sự rèn luyện đối với sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế và thể thao cho biết, dinh dưỡng và vận động chính là hai loại vaccine tự nhiên vô cùng có giá trị đối với sức khỏe con người. Điều đặc biệt ở đây là chúng ta có thể tự tạo ra những loại vaccine này. Nhưng thực tế hiện nay, số lượng người dân ở Việt Nam quan tâm và sử dụng còn chưa nhiều. Việc sử dụng dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cơ thể con người luôn khỏe mạnh, không bị thiếu chất, phòng tránh được nhiều loại bệnh thời đại như béo phì, cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Và vận động một cách thường xuyên sẽ giúp nâng cao sức khỏe, tinh thần, tăng cường sự sản xuất các nội tiết tố có lợi cho cơ thể và góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tật. Dinh dưỡng và sự vận động chính là hai trong những giải pháp sức khỏe quan trọng nhất mà người dân cần đặc biệt quan tâm và nên có một kế hoạch lâu dài để nâng cao thể chất, tầm vóc của mình và hướng tới một cơ thể đẹp hơn, khỏe hơn. Bạn sẽ trở thành phiên bản của chính bạn, khỏe hơn và đẹp hơn. Đó chính là tinh thần xuyên suốt của cuộc thi.